đội tuyển Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị cho trận gặp Indonesia vào ngày 15 tháng 10 tới đây. Ngoài chấn thương của tiền vệ Tuấn Anh, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có trong tay những cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đấu sắp tới. Sau chiến thắng 1-0 trước Malaysia trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã di chuyển ngay trong đêm với hành trình mất gần nửa ngày, bắt đầu từ Hà Nội rồi quá cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất trước khi sang đến Indonesia. Trong trận đấu Việt Nam gặp Indonesia sắp tới, huấn luyện viên Park Hang-seo có lẽ sẽ không thực hiện nhiều sự thay đổi về mặt đội hình. Trong khung gỗ, thủ môn Đặng Văn Lâm chắc chắn là lựa chọn số 1. Sau hai trận đấu ở vòng loại World Cup 2022, thủ thành Việt Kiều đóng góp công không nhỏ trong chiến tích giữ sạch lưới của đội tuyển Việt Nam. Còn ở hàng phòng ngự, huấn luyện viên Park Hang-seo có lẽ sẽ không mạo hiểm với một cái tên mới để thay thế bộ ba Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Tiến Dũng đang thi đấu ăn ý. Vai trò của đội trưởng Quế Ngọc Hải đặc biệt quan trọng khi thi đấu ở trung tâm hàng phòng ngự. Không những thế, anh còn rất nguy hiểm với những tình huống dâng cao tổ chức tấn công. Minh chứng rõ ràng nhất chính là đường kiến tạo cho Quang Hải ở cuộc đọ sức với Malaysia. Bên hành lang cánh, hai cái tên đang thi đấu rất hay là Trọng Hoàng và Đoàn Văn Hậu. Với nền tảng thể lực tuyệt vời, khả năng hoạt động không biết mệt mỏi, bộ đôi này đóng vai trò hết sức quan trọng trong sơ đồ chiến thuật 3-4-3 của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong trận đấu gặp Malaysia, những mũi nhọn nguy hiểm của đối thủ như Sumare hay Safiq Ahmad đều hoàn toàn bị đôi cánh của đội tuyển Việt Nam phong tỏa. Với khả năng ra sân của Tuấn Anh còn bỏ ngỏ, huấn luyện viên Park Hang-seo có lẽ sẽ điền tên Đức Huy vào đội hình xuất phát thi đấu bên cạnh Hùng Dũng. Sự ăn ý của hai cầu thủ thi đấu rất hay trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội suốt mùa giải qua có thể đem lại sự yên tâm cho nhà cầm quân người Hàn Quốc. Còn trên hàng tiền đạo, cầu thủ thi đấu ở biên là Quang Hải và Văn Toàn đã thể hiện được sự hiệu quả của mình. Quang Hải là người trực tiếp ghi bàn, trong khi đó Văn Toàn liên tục làm khổ hàng phòng ngự của Malaysia với những tình huống tăng tốc sở trường. Cả hai cũng thi đấu hết sức linh hoạt khi có thể hoán đổi vị trí trên sân và gây cho đối phương những sự bất ngờ. Điều khiến huấn luyện viên Park Hang-seo băn khoăn nhất có lẽ là vị trí trung phong. Công Phượng chưa đạt phong độ cao nhất sau khoảng thời gian phải ngồi dự bị tại Bỉ. Chiều ngày 13 tháng 10, Công Phượng được chọn để trả lời phỏng vấn báo chí. Trong cuộc trao đổi này, tiền đạo đang chơi cho Shin Chudenji đã chia sẻ khá thẳng thắn về bản thân mình. Anh cho biết: "Hiện tại tôi không được thi đấu nhiều ở câu lạc bộ nên phong độ chỉ tương đối thôi. Trận vừa qua tôi đá cao nhất, thể hình không được tốt lắm nên tôi thấy mình chưa thể hiện được nhiều. Đó là vị trí không hề dễ đá. Hiện tại tôi không gặp áp lực nào cả. Được thi đấu trong máu đội tuyển quốc gia là niềm vinh dự và tự hào của chúng tôi. Trong bóng đá thì không nói trước được điều gì. Lúc tôi chơi tốt, lúc thì tôi không. Khi đá tốt thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tôi vẫn hướng tới mục tiêu ra sân và cống hiến hết mình cho đội tuyển Việt Nam." Trận đấu tiếp theo Việt Nam đấu Indonesia, đối thủ đã bị thua ở cả 3 trận đầu tiên của mình. Tuy vậy, Công Phượng khẳng định toàn đội sẽ thi đấu hết mình và không chủ quan. Trận này làm khách trên sân của họ, đó là khó khăn khi vừa phải thi đấu vừa phải di chuyển. Nhưng khi đã ra sân thì đội luôn đặt mục tiêu chiến thắng. Hôm nay ban huấn luyện đã phân tích cho chúng tôi những điểm mạnh và điểm yếu của Indonesia để có kế hoạch cho trận đấu sắp tới. Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hết mình và không chủ quan. Trong trận đấu với Indonesia, đội tuyển Việt Nam sẽ cần một tiền đạo có thể hình và sức cản lướt, đặc biệt nhất là khả năng tận dụng cơ hội ở cả tình huống không chiến. Anh Đức sẽ là lựa chọn phù hợp cho những tiêu chí này.
Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo là người thường xuyên đem đến những sự bất ngờ cho đối thủ. Quyết định tung Việt Phong vào sân trong trận gặp Malaysia là một ví dụ. Ông hoàn toàn có thể tung vào sân một đội hình không ai nghĩ đến. Nhưng trên tất cả, những quyết định mà huấn luyện viên Park Hang-seo đưa ra đều mang về kết quả có lợi cho đội tuyển Việt Nam. Trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 18:30 ngày 15 tháng 10.